Đúng rồi, bắt đầu. Mỗi đứa mỗi, mỗi bát. Hai đứa hái, hai bát. Bữa chưa? Có gì trong quả trứng? Xin trân trọng giới thiệu, đây là rổ trứng màu sắc kỳ diệu. Hãy mở từng quả trứng để khám phá. Về những điều kỳ diệu bạn nhé. Chúc buổi sáng ngon miệng. Nha. Vô. Nha, nóng à. Con cá vàng. Cá vàng bơi trong bể nước ngồi lên. Ờ, đã quá, đã quá, đã quá. Chào nha. Cái bàn. Quả bông tròn tròn là quả bông xinh xinh. Dưới thảm cỏ xanh sao bông đứng một mình. Yeah. Phải đứng một mình vì quả bông chua ngoan. Suốt ngày ham chơi hoa đô nên các bạn cười chê. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Ơi, ánh sáng thôi. Quả bóng. À, cảm ơn nhé. À bác. À, cảm ơn bác ạ. Một chút thôi. À, cảm ơn bác ạ. À, cảm ơn nhé. Hả? Mẹ chào quý vị. Ờ, mắt. Mí, lông mí, chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả. Lông mày. Lông mày á, trên mày á. Nha. Yeah. Quả bóng. Thôi nè. Quả bông tròn tròn là quả bông xinh xinh. Để bộ sách đi học. Có gì trong quả trứng? Ô tô đâu? Tìm ô tô cho ba ba. Đúng rồi, ô tô quái đô, vũ tay. Quái đô. Còn bông tròn tròn là một bông xinh xinh. Ngồi xuống đó. Dưới thảm cỏ xanh sao bông đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bông chưa hoa. Quái đô. Bông hoa, bông bông bay, bông bông bay, bò bàn bò bè là bông bông bay bay. Quả bóng, màu xanh da trời. Ờ, chị bác thơm em cái cho nó sạch sẽ nè. Đảo quá. Bát nữa. Đảo. Sợ. Ơi. À. Vô cùng tàn nhẫn. Vô cùng yêu thương. Phương Đông hưởng sáng một lục. Hết chuyện rồi. Mùa xuân. Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ sớm cho đời. Mùa xuân cất tiếng hát. Câu năm ơi năm bình. Quả trứng có gì đây? Nước non ngàn dặm hình. Đây, đóng lại. Bông hoa, ngồi lại đây nè.
À, cảm ơn bác ạ. À, cảm ơn nhé. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Hả? Kỳ y. Em yêu phút giây này, con cừu thầy em tóc như bạc thêm. Cái áo bạc thêm vì mùi. Đúng rồi, cái áo phấn rồi. Bỏ bỏ cái này, ba lấy cái này mà chơi. Chơi đây là ngồi đây nè. Đây là ba lấy cái này, cái này cho em bài học hay chưa. Mai sau lớn lên người, lên thuyền thôi, cùng chúng ta đi tìm những hình khác nào. Ghép hình cùng Rio và Caco, nghe hư xấu hổ không vâng lời. Chín trăm câu học tiếng Anh nổi tiếng giao tiếp cho bé ơi. Các loại dược liệu chiết xuất từ củ gừng, quả dừa để làm nên các loại dầu đầu, sữa mạc chín hiểu. Con hạc đâu? Tìm con hạc cho ba. Đúng rồi, con hạc, đúng rồi, con hạc đây rồi. Có gì trong quả trứng màu cam này nhỉ? Con vật gì có màu cam nhỉ? Mở ra nào a. Một chú chó màu da cam, gâu 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 gâu. Có gì trong quả trứng màu hồng này nhỉ? Con vật gì có màu hồng nhỉ? Mở ra nào. À, một chú lợn màu hồng đã tới. Éc 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 éc. Có gì trong quả trứng màu vàng này nhỉ? Con vật gì có màu vàng nhỉ? Mở ra nào. À, một chú vịt màu vàng kìa. Quạc 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 quạc. Con nai to. Con nai to đây này. Run, 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 run. Con nai đi ngủ đây. Con nai nhỏ nữa. Mình chào bạn Quang Minh. Chúc ngày mới vui khỏe. Bạn Quang Minh đang làm gì đấy? Bạn đang ăn sáng đấy hả? Mình đi ngủ đây. Con mèo đâu? Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Mèo, mèo, mèo. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Mèo, mèo, mèo. Con gấu trúc đâu? Bạn gấu trúc ăn ngấu nghiến quả dâu tây ngon lần. Đúng rồi, sau khi ăn dâu tây xong cả người thành màu đỏ mất rồi. Bạn đi ngủ đây. Tiếp theo là bạn lừa. Lừa ơi lừa.
lừa ở đâu rồi, lừa ơi lừa. À bạn lừa đã đến đây, mình chào bạn Quang Minh, mình là bạn lừa nè. Bạn có đi ăn cỏ với mình không? Bạn không đi xa, thôi mình đi ngủ đây. Tiếp theo là bạn củ cà rốt. Bạn thỏ trắng ăn ngấu nghiến củ cà rốt thật ngon lành. Kết quả là sau khi ăn củ cà rốt xong, cả người đã thành màu cam mất rồi. Vì sao vậy? Vì củ cà rốt có màu cam, đúng chưa? Thế này, bác. Đúng rồi, tiếp theo là trà sữa. Mình sẽ uống trà sữa trân châu hay là trà sữa gì đây? Xin chào bạn Quang Minh, tớ là trà sữa, bạn có làm một cốc không? Bạn không có quan tâm gì đến mình sao? Thôi mình đi ngủ đây. Tiếp theo là bạn cún con, cún Luli đâu rồi nhỉ? Cún Luli có trong chậu cây không? Hai cún Luli ở đâu rồi nhỉ? À, cún Luli đây rồi. Chúng mình cùng chơi thôi. Xin chào bạn Quang Minh, xin chào bạn Vân Anh. Mình là cún Luli nè. Hai bạn có chơi với mình không? Không ai chơi hả? Thôi mình đi ngủ đây. Chú thỏ con ơi, chú thỏ con có bộ lông lông trắng rất xinh. Cái hộp mắt của cái hộp ơi đây có gì đây? Món có màu đỏ này. À, hình ngôi sao. Món có màu đỏ này, cậu vừa đi đâu vậy? Tớ vừa ăn quả cà chua. Cà chua đỏ mỏng đỏ mỏng. Bụng tớ giờ nó căng rồi nè. Món có hình trái tim này, cậu vừa đi đâu vậy? Tớ vừa đi gặp bố mẹ nên bây giờ tớ đến hạnh phúc một lúc. Hết chuyện rồi. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng... Đấy, hết rồi. Cho ba lấy, cho ba lấy cho hình. Màu tím này. Các bạn hồng hạt này. Trăng và sao nè. Yeah. Đó. Yeah. Rồi, gấu trúc đang học bài nha. Gấu trúc đang học bài nha. Quyển sách. Vô cùng tàn nhẫn. Số 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con chuồn chuồn, chuồn chuồn, bay thấp thì bay thấp thì nắng, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Tin 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 tin. Ơi cái gì đâu bác ơi? À, con chuồn chuồn, chuồn chuồn, con chuồn chuồn. À
chim chiếc gà con thật đáng yêu. Mama. Chim chiếc ba đọc. À con vịt. Vịt con vịt con chạy lon ton. Con gà con. Gà trong gai ồ ồ ồ ủn ỉn. Chú lớn con nằm giữa bên mẹ. Đúng rồi con lớn ủn ỉn hôm nay lớn con đã no chưa? Đúng rồi. Ếch ộp chú ếch xanh trong âm nhỏ. Ếch ộp chú hòa mình cùng thiên nhiên. Đúng rồi. Bình ô tô chạy bon bon trên đường. Bình đi nào các bạn ơi. Ba anh tài bắp đó rồi bắp nhớ đây. Ơi lập lòe đâu à, có gì trong quả táo này vậy? Quả gì đây? Quả dưa hấu. Quả chanh đâu? Xe hai chanh đâu? Chân đây này. Quả táo đây nè. Quả xoài đâu? Tìm quả xoài cho ba. Xoài đâu? Đây này. Rồi quả thơm. Quả dứa đâu? Đây này. Hết rồi nè. Quả đu đủ đâu? Quả đu đủ đâu? Bánh. Đúng rồi. Quả đu đủ đây nè. Được chưa? Rồi được rồi được rồi. Rồi đúng rồi quả chuối. Đúng rồi. Được, bạn nghe kết thúc buổi sáng. Đồng hồ quả Việt Quất. Rồi bắt đầu như thế này. Đến coi. Đến đây, nhanh lên, nhanh lên. Ừ, nhanh lên chơi. Chú thỏ con ơi chú thỏ con, có bộ lông lông trắng đất xình. Mắt của chú, đôi mắt của chú màu hồng nhạt như là viên keo. Đôi tai chú dài thẳng đứng, trông thật đẹp, trông thật xinh. Nào cái đuôi chú hay ngoe ngoải, ôi xinh quá. Ừ. Con cá vàng. Đây này. Cá vàng. Ừ, đúng rồi. À, cảm ơn bà hả? Dù biết nỗi ta đã trải qua bao nhiêu năm thì ta yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình xa anh một mình đành lặng thinh. Nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Anh mất đôi môi ta đôi chót chân. Tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận ai. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi. Để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Anh vẫn luôn khắc sâu như hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu mà đành mưa những câu hồ. Ta phải xa rời nhau như hoa kia dần mùa màu. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa những dòng lệ rơi. Em giờ đang khắc đi, em biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, anh tình này vỡ đôi. Anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui. Con cá vàng. Đúng rồi, cá vàng. Ở lại đây chỉ còn hai chúng ta.
nói xa đi những ưu tư buồn phiền. Ngày ngôn chi vì ngày mai cất xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Người tình nữ dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được vui. Đừng bận tâm vì chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau, thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp lắm sao, lòng quan đau nhìn về những ngày xưa. Con cá vàng, con cá vàng, tình xưa nghĩa cũ chẳng không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Thôi đành chôn sống trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi. Đúng rồi. Đêm chia ly, mưa buồn rơi héo hắt, bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Con cáo qua. Bao yêu thương nơi này ta đã có, chỉ nơi đây chúng ta xa rời nhau. Ba mở. Đúng rồi. Khi yêu nhau bây giờ anh mới biết. Đúng rồi. Con cáo qua. Trái tim em không còn những lúc trước. Hello. Sau đêm nay hai đường hai lối bước, đường đi mới sẽ bóng bóng em bên đời anh. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Rồi được rồi. Đi giá. Đừng buồn em, chỉ làm con tim đau đau. Và đêm nay làm mình chia tay, một người xa cách phương trời. Hình ngôi sao tình lơ, một người sáng sông, một người lệ rơi ở ngắm trông. Em ơi, còn gì chọn nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Anh dù em ơi, đêm nay đây là lời sao rồi anh cho xót xe đạp. Đúng rồi. Rồi, rồi xong rồi. Hai bạn đi ăn xong rồi. Mọi người ăn hết một bát rồi. Đó, hết rồi. Giờ bắt đầu cho hai bạn ấy đi chơi. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều đã đăng ký kênh ủng hộ cho ba bố con nha. Đúng rồi, bye bye. Bye bye. Đúng rồi, bye bye. Đúng rồi. Đúng rồi, bye bye. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào, xin chúc ngày mới thật nhiều sức khỏe.